Vi ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời khi một con nai sừng tấm xuất hiện bên cạnh một chiếc thuyền ở Alaska, Mỹ và chạy băng băng trên mặt nước. Christopher Nipchuk chính là người có mặt trên chiếc thuyền đi dọc theo sông Alaska, chứng kiến mọi việc và ghi hình lại. Đoạn phim có thể nhìn thấy con thuyền đang lướt nhanh và con nai sừng tấm chạy dọc trên sông, dường như di chuyển vô cùng dễ dàng trên mặt nước. Nhiều người xem cho rằng đây hẳn phải là ở vùng nước nông dọc theo bờ, nhưng con nai sừng tấm băng qua mặt nước ngay trước mặt Christy. Đó có nghĩa là nước sông phải đủ sâu để cho phép chiếc thuyền đi trên mặt nước. Mặc dù không có lời giải thích nào cho cảnh tượng kỳ lạ, nhưng đoạn video đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng, được lan truyền với tốc độ chóng mặt và có gần 1 triệu lượt xem.